Dạ, Phi Hải Vlog xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả, quý bà cô chú anh chị và các bạn. Xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Mong là quý vị khi mà có xem video hãy ủng hộ cho kênh một lượt like, lượt đăng ký và để lại bình luận ở bên dưới. Hãy cảm ơn tất cả quý vị. Hôm nay ngày 7 tây tháng 3 rồi hả quý vị? Sáng ngày mai thì tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ rất là nhiều cô chú anh chị khán giả từ khắp mọi nơi sẽ đổ về để mà đến tối sẽ dự một cái đêm nhạc đặc biệt của ca sĩ Hồ Văn Cường cùng với ca sĩ Quang Lê cũng như nhiều ca sĩ trong chương trình Hương Tóc Mạ Non ha quý vị. Ai cũng đang nôn rần rần rồi ha quý vị, chuẩn bị hành trang hành lý để mà tiến thẳng đến sân khấu của Trống Đồng. Thì hình ảnh đầu tiên ngày hôm nay tất cả khán giả chúng ta cùng xem đó là hình ảnh từ phía cổng trước của sân khấu Trống Đồng đó quý vị. Tất cả những cái poster rồi những cái background rồi hình ảnh của đêm diễn đó quý vị được chuẩn bị rất là chỉnh chu và rất đẹp, rất bắt mắt ở ngay sân khấu Trống Đồng để rất là nhiều người hâm mộ, những người yêu mến nhạc hay là những người xung quanh đi qua lại đó quý vị cũng biết được đêm nhạc tối nay đó quý vị. Và hôm nay cũng là ngày 7 rồi ha quý vị, chỉ còn có ngày nay và ngày mai nữa thôi. Cho nên khán giả của mình nếu hiện bây giờ mà ai chưa có đặt vé cho đêm nhạc của sân khấu Trống Đồng thì chúng ta liên hệ trực tiếp số hotline của bên sân khấu Trống Đồng hoặc là liên hệ chỗ chị Hồng Phước Đặng để mà đặt cho mình một cái vé thật là sớm nha quý vị, để đồng hành cùng với Cường và FC Xanh Đọt Chuối. Và tiếp tục thì Hải cũng xin được chia sẻ những cái phần quà yêu thương nữa của khán giả từ khắp mọi nơi đã chuẩn bị để mà gửi vào những phần quà, những phong bao lì xì dành tặng cho Cường trong các sự kiện của tháng 3, vừa đêm nhạc sân khấu Trống Đồng và cả cái đêm đặc biệt nhất đó là chào mừng sinh nhật 21 tuổi ngày 16 tháng 3 tới nữa quý vị. Hình ảnh đầu tiên hãy muốn mời tất cả khán giả mình xem, đây là một cái phần quà mà bên phía chú Cội có chia sẻ từ một khán giả, một người cô đến từ thủ đô của Hà Nội đã dành tặng cho Cường hai cái phần quà yêu thương trong cái sự kiện tháng 3 này. Và Cội xin phép được chia sẻ với đại gia đình yêu thương quà của cô Hà Nội gửi tặng cho Úc Cường ngày 8 tháng 3 là 5 triệu và quà sinh nhật tuổi 21 với 21 tờ euro ạ là 525 euro. Cô Hà Nội cũng luôn dõi theo và cầu mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với Úc Cường ạ. Bây giờ mình xem cái phần quà của cô khán giả Hà Nội nha quý vị. Hình ảnh này khán giả mình đang xem đó là một cái phong bao lì xì đỏ thắm đầy may mắn của cô Hà Nội dành tặng cho Cường với số tiền là 5 triệu đồng cho cái sự kiện tại sân khấu Trống Đồng đó quý vị ngày 8 tháng 3. Rồi tiếp theo hình ảnh của 21 tờ tiền hả quý vị, 21 tờ euro của khán giả của cô Hà Nội đã dành tặng cho Cường cũng là một cái phong bao lì xì đỏ thắm nữa đó quý vị, đầy may mắn và cụ thể là ngày 16 tháng 3 cái buổi tiệc sinh nhật tròn 21 tuổi của Cường thì cô sẽ dành tặng 21 tờ euro trị giá tổng cộng 525 euro hả quý vị, một cái phần quà có giá trị hả quý vị mà cô đã dành tặng cho Cường khi mà Cường tròn 21 tuổi đó quý vị. Rất là trân quý hết quý vị, tình cảm của khán giả của cô từ phương xa ở Hà Nội. Và không dừng lại ở đó đâu quý vị, kế tiếp nữa là một cái phần quà mà một khán giả, một người bà đã 86 tuổi mà hay thấy vị Cát Linh có chia sẻ. Đây là một món quà của ngoại 86 tuổi ở quận 2 tặng cho con Cường nhân dịp sinh nhật tuổi 21 với lời chúc. Chúc cho con tuổi mới an lành, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp. Ngoại tâm sự rằng ngoại rất hy vọng sức khỏe của mình tốt để gặp Úc Cường và đại gia đình Xanh Đọt Chuối. Chúc ngoại nhiều sức khỏe, sống hạnh phúc bên con cháu. Một cái phong bao lì xì màu xanh đọt chuối với chữ Q lớp Hồ Văn Cường, quán quân Việt Nam Idol Kids 2016, sứ giả cảm xúc của ngoại ở quận 2 đã 86 tuổi quý vị. Chỉ mong có sức khỏe để mà gặp Cường và gặp gia đình Xanh Đọt Chuối. Dù không đi được nhưng một phần quà yêu thương của ngoại cũng dành tặng cho Cường một cái tình cảm trong cái ngày sinh nhật 21 tuổi là 1 triệu đồng đó quý vị. Quý vị thấy Cường là một trong những ca sĩ mà phải nói có rất nhiều các ngoại, các cô đồ yêu mến và dành những cái tình cảm rất đặc biệt hết quý vị. Dù không đi show được nhưng vẫn cố gắng hết mình để gửi cái yêu thương của mình đến với Cường đó quý vị. Tiếp theo thì một phần quà nữa mà hãy thấy cô Violet Ạt cũng có chia sẻ trong Hồ Văn Cường Fan Club hai cái món quà của hai khán giả đã nhờ cô đến tặng cho Cường trong cái sự kiện sinh nhật sắp tới. Thì đầu tiên đó là cái phong bao lì xì đỏ thắm của cô Hồ Xanh nhờ cô Vi chuyển thương yêu đến con Hồ Văn Cường nhân dịp sinh nhật là 4 triệu đồng.
À, thì 4 triệu này là của cô Hồ Xanh nha quý vị, dành tặng cho Cường trong cái tiệc sinh nhật mà cô Vi chuẩn bị sẽ chung chuyển giùm. Kế nữa là món quà thứ hai cũng là cô Vi sẽ chung chuyển, đó là cô Hoa Lê vột phong bao lì xì đỏ thắm với số tiền là 5 triệu đồng. À, nhờ cô Vi sẽ chung chuyển dành tặng cho Cường trong cái dịp sinh nhật sắp tới ngày 16 tháng 3 đó quý vị. Hai cái bao lì xì của hai khán giả dành tặng cho Cường. À, trong cái tiệc sinh nhật sắp tới mà cô Vi sẽ là người đến sân khấu để trao tặng cho Cường ngay cái ngày sinh nhật đó quý vị. Và khi mà nhắc đến nhóm của cô Violet Ạt, Hồ Văn Cường chúng mình cùng hát đó quý vị, thì chúng ta cũng nhớ là cô đã thiết kế ra một cái phần quà đặc biệt trong ngày 8 tháng 3, với một cái phần quà, một bao lì xì rất may mắn đó quý vị. Kèm theo đó là những cái ảnh avatar của khán giả gửi những cái phần quà yêu thương thì được in lên trên đó luôn. Rồi tới cái tiệc sinh nhật thì cũng có một cái hộp quà màu xanh độc chuối mà ở những tập trước Hải cũng có chia sẻ, có ghi tên tất cả khán giả, các cô, các mẹ, các chú, các anh đã chuẩn bị cho phần quà dành tặng cho Cường trong cái ngày sinh nhật. Thì hôm nay đúc kết lại, cô tổng kết lại những cái phần quà yêu thương của mình. Và trên hình ảnh thì quý vị cũng thấy là chiếc hộp nhìn rất là đẹp đó quý vị. Hộp nhìn rất là sang ha quý vị, màu xanh độc chuối có hình hình của Cường với chữ Happy Birthday, và cái số tiền hôm nay đã được tổng kết giá trị khác rồi đó quý vị, cao hơn trước nữa. Vi xin vui mừng thông báo, tuy không phải là con số nhiều, nhưng các cô nhóm Hồ Văn Cường chúng mình cùng hát group đã có được một con số đẹp và ý nghĩa để gửi đến con trong ngày sinh nhật 21 tuổi. Cái tuổi bước sang làm người lớn, cái tuổi thật đẹp, thật quan trọng. Các cô chúc con luôn hạnh phúc, vui vẻ và đạt được nhiều điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Yêu con. Đó là lời chia sẻ của cô Vi trong cái bài đăng đó quý vị. Và kèm theo đó, số tiền hôm nay được tổng kết là 21 triệu đồng. À, ngay cái dịp sinh nhật 21 tuổi thì cái số tiền cũng rất tròn trĩnh ha quý vị. 21 triệu, mừng sinh nhật lần thứ 21 của con Hồ Văn Cường. Và trên cái hình ảnh này thì quý vị cũng thấy được là cô cũng đã chia sẻ tất cả tên của khán giả, của các cô, các mẹ trong group, đã dành một cái phần quà nho nhỏ yêu thương thành một cái món quà to để dành tặng cho Cường trong cái kỷ niệm ngày sinh nhật tròn 21 tuổi đó quý vị. Còn rất nhiều những cái phần quà ở phía sau nữa quý vị, tại vì quý vị cũng biết là bên cạnh Cường thì lúc nào cũng có rất là nhiều khán giả từ trong nước đến ngoài nước, từ khán giả nhỏ tuổi đến khán giả trung tuổi, rồi đến các ngoại, các mẹ dù ta hơn 80 tuổi đó quý vị, dẫn dượt một chặng đường dài đến đu show cùng với Cường. Dù không đến được thì cũng nhờ khán giả chung chuyển những cái tấm lòng của mình, phần quà của mình để mà dành tặng cho Cường. Đó là một cái rất đặc biệt và một cái rất trân quý hả quý vị, mà một người nghệ sĩ, một người ca sĩ nào cũng muốn có được đó quý vị. Cuối cùng thì hãy cũng xin chia sẻ thêm, đó là cái ca khúc Việt Nam quê hương ngày Tết của Cường đó quý vị. Hiện tại bây giờ cũng đã hơn 995.000 view rồi quý vị, chỉ còn có 5.000 nữa thôi quý vị là cán mốc triệu view rồi. Mong là từ đây cho đến tối hả quý vị, là cái ca khúc MV của Cường Việt Nam quê hương ngày Tết đó được khán giả chia sẻ và ủng hộ sẽ cán mốc triệu view, để làm một cái phần quà cũng rất đặc biệt, trước thềm sinh nhật và trước cả cái sự kiện 8 tháng 3 ở sân khấu Trống Đồng hả quý vị. Hãy cũng rất là cảm ơn tất cả cô chú anh chị khán giả đã dành thời gian và xem video đến thời điểm này. Hãy kính chúc cho tất cả quý vị luôn được mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin cho phép hãy được dừng video tại đây. Nếu như mà có những cái thông tin nào mới thì hãy sẽ cập nhật để mà chia sẻ đến tất cả quý vị. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà ở một cái video sau ạ.